lý phụ nữ có chồng khi được người đàn ông khác theo đuổi. Các bạn thân mến, một người phụ nữ bình thường khi được người đàn ông khác theo đuổi đã có tâm lý rất phức tạp. Thế nhưng một người phụ nữ đã có chồng, những người đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc hôn nhân, thì tâm lý khi có người đàn ông khác theo đuổi lại càng phức tạp hơn. Vậy thì các bạn đã bao giờ tự hỏi người phụ nữ mà mình đang mong muốn, đang rất khao khát được chinh phục cô ấy kia, cô ấy có tâm lý như thế nào hay không? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về tâm lý những người phụ nữ đã có gia đình khi được người đàn ông khác theo đuổi. Chung quy lại thì nhiều người phụ nữ sẽ trải qua những tâm lý sau đây. Thứ nhất là tâm lý ngại ngùng nhưng vẫn rất hãnh diện. Bất kể ai khi được người khác tiếp cận, tán tỉnh, tán dương và cảm thấy mình có giá trị thì đều sẽ có ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng và hãnh diện. Điều này càng biểu lộ rõ hơn nếu như người phụ nữ này đang đi cùng với những người phụ nữ khác. Cô ấy sẽ cười một cách bất đắc dĩ và cố hòa mình vào đám bạn để né tránh, hoặc là sẽ cười một cách thầm lặng thôi nhưng trong lòng đang vô cùng hãnh diện. Đừng coi biểu hiện này của người phụ nữ là sự từ chối hay khinh thường nhé. Cô ấy chỉ đang bị bất ngờ và có chút bối rối về việc phát hiện ra bạn thích cô ấy. Bên cạnh đó, người phụ nữ sẽ rất vui và hãnh diện khi được người khác tỏ tình. Điều này chứng tỏ rằng họ vẫn còn có sức hút rất lớn, có một chút gì đấy sự xinh đẹp, sự dễ thương, hay đơn giản chỉ là cô ấy đang gây được thiện cảm cho những người khác. Bất cứ ai nhận thấy mình quan trọng và được mến mộ đều rất vui vẻ phải không nào? 100% những người phụ nữ khi phát hiện ra có vẻ tình để ý đến mình thì đều có chung tâm trạng này. Một chút bất ngờ, một chút ngượng ngùng, pha lẫn sự thích thú, phấn khích, và đặc biệt là với những người phụ nữ có chồng thì tâm lý hãnh diện là một điều nổi bật nhất. Nếu như người phụ nữ này không hề ngượng ngùng, mắc cỡ khi mà bạn hay là phát hiện ra người khác theo đuổi thì chắc chắn có thể họ là một người phụ nữ đã quá dạn dĩ tình trường. Hoặc trường hợp thứ hai, người phụ nữ này không hề thích bạn, chỉ coi bạn là một người bình thường như những người đàn ông khác. Điều này là một điều rất quan trọng để bạn tính toán những bước tiếp theo đấy. Tâm lý so sánh chồng mình với người đàn ông đang tán tỉnh mình là một chút thoáng qua, nhưng lại là rất nổi bật trong đầu người phụ nữ. Tâm lý chung của chị em phụ nữ đó là hay so sánh. Đôi khi cũng không phải là chị em phụ nữ thích như vậy đâu, mà nó mặc định như vậy trong đầu. Nhìn thấy cô bạn này có nhiều cái váy đẹp hay xài những cái túi hiệu hơn, người phụ nữ cũng thích. Cô bạn kia nhà cao cửa rộng cũng mong. Người khác có chồng tâm lý thì lại càng thèm muốn. Chị em phụ nữ là luôn như vậy, luôn luôn so sánh. Một người phụ nữ khi được người đàn ông khác theo đuổi, anh ấy có vẻ đẹp trai hơn chồng mình, hay là anh ấy có chiếc xe mới hơn chồng mình, hay là chức vị, địa vị xã hội của anh ấy có vẻ cao hơn chồng mình. Tất cả những điều đấy dù có cố tình hay không, thì khi một người phụ nữ được người đàn ông khác theo đuổi thì sẽ nảy sinh tâm lý này đối với người chồng của mình. Nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ và ao ước thì không có gì để nói. Nhưng mọi thứ nếu như khiến cho người phụ nữ nảy sinh được lòng tham, đi đến những ham muốn, những sự so sánh quá lớn thì thực sự lại là một điều ngu ngốc. Vậy thì khi một người phụ nữ biết được rằng đối phương đang tán tỉnh mình thì đương nhiên sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là cô ta không thích, và hai là cô ta cũng đang rất hào hứng. Nếu như cô ta không thích thì ghét và trốn tránh người đàn ông đang muốn theo đuổi mình là tâm lý nổi bật thứ ba. Nhiều người đàn ông thường hay thắc mắc rằng tại sao phụ nữ cứ tránh mặt mình khi mà mình đang tỏ ra rất thích cô ấy. Nếu như bạn đang tán tỉnh một người phụ nữ nhưng lại chỉ nhận lại được sự thờ ơ, hay là thấy rằng cô nàng đang trốn tránh mình, thì xin chúc mừng, bạn đã nhận được một cái vé không có cơ hội. Người phụ nữ đã có chồng khi một người đàn ông khác theo đuổi nhưng cô ta không thích thì sẽ cứ có xu hướng trốn tránh, ghét đối phương, và thậm chí nhiều người phản ứng mãnh liệt hơn thì có một chút tâm lý coi thường nữa. Dù người đàn ông này có ga lăng hay là đối xử với cô ấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ nhận được sự né tránh, sự coi thường của cô ấy, thì tốt nhất bạn nên dừng lại. Người phụ nữ họ cũng ngại ngùng khi mà phải từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng mà ngược lại cũng lại có rất nhiều người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đã có chồng rồi, họ cũng trả lời một cách rất thẳng thắn. Thế nhưng họ sẽ chỉ trả lời thẳng thắn khi mà bạn cũng tỏ tình một cách thẳng thắn thôi. Thế nên người ta sẽ tìm cách từ chối bạn một cách khéo léo hơn,
Vậy nên những người đàn ông hãy tinh ý một chút để biết khi nào nên tiến tới và khi nào thì nên dừng lại. Ngược lại với trường hợp cô ta không thích bạn, ghét và trốn tránh theo đuổi, thì nhiều chị em phụ nữ đang rất khoái bạn thì lại bật đèn xanh cho bạn đấy. Một người phụ nữ đã có chồng thường khá chủ động khi mà thích đối phương, nếu như thực sự bạn chính là gu và bạn chính là thứ mà ai cô ta đang muốn nhắm tới. Người phụ nữ đã có chồng, họ không những xông xáo trong mối quan hệ mà họ còn sẵn sàng bật đèn xanh cho nhiều hành động để nhằm đánh động bạn. Một người phụ nữ đang có chồng nhưng mà lỡ say nắng thì sẽ có những dấu hiệu bật đèn xanh rất rõ rệt, luôn hẹn hữu với dáng vẻ xinh đẹp chìm chu trước mặt bạn, luôn chăm sóc ngoại hình. Nhưng mà đừng coi đây là điều hiển nhiên nhé. Bạn sẽ nhận thấy cô ấy luôn muốn xinh đẹp khi gặp mình, luôn tỏ ra dễ thương, hiền lành hơn, đáng yêu hơn mỗi khi hai người tiếp xúc và tương tác với nhau. Những tiếp xúc thân mật, những sự táo bạo của người phụ nữ đã có chồng là một minh chứng rõ nét cho việc cô ấy cũng đang rất khoái bạn đấy. Hãy để ý đến những ngôn ngữ cơ thể như là ánh mắt, sự đụng chạm, sự tiếp xúc cơ thể thân mật quá mức là cô ấy thực sự đang rất có cảm tình với bạn rồi. Hoặc là cô ấy chủ động trong việc lên kế hoạch những cuộc hẹn. Nàng sẽ mong muốn gặp bạn với tần suất cao hơn, vì thế nàng sẽ chủ động và tạo cơ hội để hai người gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự mỏng với nhau nhiều hơn. Nếu như hay được cô ấy khen nữa cơ, thì thực sự là cô ta đang rất để ý đến bạn đấy. Khi một người phụ nữ đã có chồng, đang thực sự rất thích người đàn ông nào đó ngoài chồng mình, thì họ sẽ khá chủ động trong việc đáp lại. Ví dụ như trong khi trao đổi tin nhắn, họ sẽ không còn là bên thụ động nữa, luôn chờ được người đàn ông này hỏi thăm nữa đâu. Thay vào đó họ sẽ chủ động tìm những đề tài chung mà hai người có thể yêu thích. Ngoài ra thì cô ấy cũng rất muốn bạn biết được rằng cô ấy đang quan tâm đến bạn nhiều hơn, và cô ấy cũng mong muốn bạn quan tâm ngược lại cô ấy về tâm sự nhiều, rất nhiều chủ đề. Từ gia đình, bạn bè, các mối quan hệ rồi những sở thích cá nhân. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu như khi người phụ nữ này đã cảm thấy mệt mỏi và chán nản với sự theo đuổi của người đàn ông, họ sẽ tìm cách bơ bạn. Điển hình là cô ấy sẽ không trả lời những tin nhắn của bạn nữa, hoặc là rất lâu mới đáp lại một hai câu ngắn ngủn cho xong chuyện. Cuộc trò chuyện của hai người không còn có nội dung gì đặc sắc, và cô ấy lúc nào cũng có vẻ rất chán nản trả lời cho qua. Khi những dấu hiệu này xuất hiện thì đừng cố làm phiền thêm cô ấy nữa, mà biết điểm dừng thích hợp. Quá dai dẳng sẽ không khiến người phụ nữ cảm động hay là nghĩ bạn kiên trì đâu. Ngược lại, nhiều người lại còn thấy bạn phiền phức nữa cơ. Chính vì vậy hãy tỉnh táo nhé. Việc trở thành kẻ thứ ba và gã gẫm người phụ nữ ngoại tình đương nhiên là hành vi không đúng đắn về chuẩn mực đạo đức. Thế nhưng xét trong một số hoàn cảnh và một số những điều kiện khác nhau của cuộc sống, thì tôi nghĩ rằng sự đúng sai nó có một giới hạn cũng rất mong manh. Và việc đúng sai hay không, các bạn là người trong cuộc và sẽ là những người hiểu rõ nhất. Nếu như người phụ nữ ấy đang không hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, cô ấy quá chán nản và rất mong muốn tìm được người đàn ông khác, thì bạn cũng có thể tiến tới người phụ nữ này. Đây là trường hợp khá phổ biến và là cơ hội của bạn có được người phụ nữ này khá cao. Người phụ nữ ngoại tình cũng nhiều nguyên nhân, nhưng đa số là vì thiếu thốn về mặt tình cảm. Người yêu, người chồng thờ ơ, không quan tâm hoặc thậm chí là cấm sừng thì khiến cho người phụ nữ tổn thương, mà ngay bên cạnh lại có bạn vỗ vẻ an ủi thì nàng sẽ động lòng với bạn cũng là chuyện sớm muộn. Và nếu như hai người thực sự yêu thương và mong muốn có một mối quan hệ chính thức thì hoàn toàn có thể kết thúc cuộc hôn nhân ảm đạm đầy bi đát của cô ấy để đến với nhau. Những người phụ nữ yêu xa cũng là những người phụ nữ rất dễ có thể mềm lòng. Để bền vững trong mối quan hệ yêu xa thì khá khó khăn, bởi vì xa mặt thì cách lòng. Ai khi yêu mà lại không muốn người mình yêu ở bên cạnh, vừa có thể hâm nóng tình cảm, vừa có thể dễ dàng giải tỏa những ham muốn về chuyện đó một cách dễ dàng. Thực trạng những cô nàng yêu xa sẽ luôn cảm thấy cô đơn, chạnh lòng và trống trải. Những lúc như vậy thì sẽ rất yếu lòng, và việc tiến tới với anh chàng luôn quan tâm, luôn hỏi han, luôn xuất hiện mỗi khi cần là điều dễ hiểu. Hay những người phụ nữ đa tình cũng là một mẫu phụ nữ rất dễ bị những người đàn ông khác tán tỉnh dù là có chồng. Phụ nữ đa tình có khi còn chủ động và dụ lại người đàn ông ấy chứ. Với họ, sự mới lạ trong tình yêu dễ đi hàng đầu, và việc thay tình như thay áo là chuyện khó tránh khỏi. Với tiếp phụ nữ này thì bạn sẽ dễ dàng chinh phục, nhưng cũng khó mà có thể giữ được lâu bền. Những trường hợp như trên bạn có thể xem xét
Còn nếu như cô ấy đang trong một mối quan hệ hạnh phúc mà bạn lại đi muốn chọc cậy bánh xe, muốn phá vỡ thì thực sự là một chuyện vừa khó khăn, vừa là một hành vi đáng lên án. Chính vì vậy, chúng tôi cũng rất mong muốn bạn có thể tỉnh táo và sáng suốt trong mối quan hệ của mình. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với việc chia sẻ về tâm lý của các chị em phụ nữ đã có chồng khi được người đàn ông khác tán tỉnh, nếu như các bạn là một người chồng, hãy biết quan tâm chia sẻ với người vợ của mình nhiều hơn. Đặc biệt, nếu như cô ấy có những dấu hiệu bất thường thì có thể hiểu hơn về người vợ của mình để có thể bù đắp vào những điều mà cô ấy đang mong muốn được phía nhân tình, từ phía người đàn ông mà cô ấy đôi khi cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ cảm nắng, tư tưởng thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phụ nữ khi đã đi qua những thăng trầm của tuổi trẻ sẽ đúc rút cho mình nhiều trải nghiệm riêng. Từ đó họ biết cách sống sao cho tỉnh táo, khôn ngoan hơn. Khi đã bước sang tuổi 40, chắc chắn họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Giờ đây họ mạnh mẽ và bao dung hơn rất nhiều. Và để được an yên thanh thản với chặng đường đời phía trước, phụ nữ 40 hãy luôn nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nuôi dưỡng tâm hồn mình và ghi nhớ 8 điều sau đây để vui vẻ bước về phía trước. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phụ nữ đến tuổi 40 sẽ rất sướng nếu biết 8 điều này. Phụ nữ khi đã bước sang cái tuổi 40, trong lòng đã không còn vương vấn nhiều điều của tuổi trẻ nữa. Nhưng ở giai đoạn này, họ phải thật tỉnh táo và khôn ngoan mới tránh đi được những phiền muộn của cuộc đời. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, hãy học cách tự chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn mình mới mong được thảnh thơi. Đàn bà đã bước sang tuổi 40, hãy để lòng an yên với những gì mình có. Hai nơi không nhìn, ba điều không quản và ba thứ không cho thì đàn bà mới mong không chuốc phiền nhiễu nửa đời còn lại. Hai nơi không nhìn. Thứ nhất, đó là cuộc sống của người khác. Đàn bà đã bước sang tuổi 40, hãy để lòng an yên với những gì mình có. Những so đo, tính toán đều nên để lại phía sau với tuổi trẻ đã qua. Cuộc sống của đàn bà tuổi này không phải là nhìn vào người khác để tìm kiếm thứ mình chưa có, mà là tìm kiếm hạnh phúc ở những gì mình đang có. Cuộc sống sẽ chỉ chuốc mỏi mệt khi chỉ nhìn thấy những gì người khác có mà không hay mình cũng có những điều người khác muốn. Bởi thế, đàn bà 40 nên có một thế giới riêng, chiêm nghiệm, nhìn ngắm để tìm kiếm hài lòng, thỏa mãn và cả tự hào. Tháng năm này, đàn bà không hơn nhau ai có được những gì hơn ai, mà là ai hạnh phúc viên mãn hơn ai. Của ở đời tìm hoài chẳng hết, còn hạnh phúc thì chẳng mấy ai biết tự sức tìm kiếm. Thứ hai là mong muốn của người khác. Đàn bà 40 đã không còn cần nhìn vào mong muốn của người khác để sống, để hoàn thiện mình. Ở quãng này của cuộc đời, đàn bà đã biết mình cần gì, muốn gì và phải sống vì điều gì. Ánh mắt, mong muốn hay thậm chí là yêu cầu của bất kỳ ai cũng không nên có giá trị trong suy nghĩ của đàn bà. Năm tháng đã qua, những gì đàn bà gặt hái được đã đủ để tự mình soi rọi và trưởng thành. Bởi thế, điều đàn bà nên nhìn ngắm chỉ nên là mong muốn của mình. Tháng năm sẽ chẳng còn dài. Đàn bà 40 chỉ nên sống vì mình. Ba điều không quản. Thứ nhất là miệng thiên hạ. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, đàn bà chắc hẳn đã biết
điều khó quản nhất ở đời chính là miệng của thiên hạ. Đàn bà 40 cũng chẳng cần phải quản điều khó khăn ấy để mệt mình phiền cả người. Nếu phải quản, đàn bà chỉ muốn quản mình, còn lại đều không cần thiết. Điều người ta nói, đàn bà nghe rồi cũng chẳng nhớ. Có làm được như thế mới mong an yên nửa đời sau. Thứ hai là chuyện của người khác. Đàn bà 40 cũng chẳng cần phải để ý chuyện của người khác. Không hẳn là vô tâm, vô tình, chỉ là để hiểu có những chuyện thật sự không cần phải để tâm. Khi cuộc đời của mỗi người đều có những quyết định và mong muốn riêng, có thể thông cảm, có thể thấu hiểu, nhưng chắc chắn không thể đòi quản cuộc đời của ai. Đàn bà 40 muốn người khác tôn trọng cuộc đời mình thì cũng sẽ tôn trọng cuộc đời của người khác. Thứ ba, người không xứng đáng. Với những người không xứng đáng với sự đối đãi của mình, đàn bà 40 không cần phải quản. Đã đủ hiểu, ở đời luật nhân quả chẳng chừa ai. Thế thì cũng không cần phải nhọc công thay trời hành đạo. Điều đàn bà 40 nên làm chỉ là an yên sống, còn lại cứ để cuộc đời lo. Và nếu may mắn, mình sẽ được chứng kiến điều mình muốn thấy. Vậy thôi. Ba thứ không cho. Thứ nhất, vốn liếng cho tuổi già. Đàn bà đã đến 40, hãy giữ cho mình một chút vốn liếng tuổi già. Đó là sức khỏe, là tiền bạc, là sự an yên trong tâm hồn. Đàn bà đã đến tuổi này, nếu đã có một công việc ổn định, con cái dần khôn lớn, cũng đừng quá buộc mình phải vất vả. Khi tuổi già chuẩn bị đến, đàn bà phải biết giữ sức khỏe vì chính mình, cũng vì con cháu sau này đỡ cực nhọc. Tiền bạc cũng phải giữ lấy để về già không khiến ai khổ tâm. Cả sự an yên trong tâm hồn cũng đừng để điều gì bên ngoài quấy nhiễu. Thứ hai, những gì con cái muốn. Con cái càng lớn lên sẽ càng muốn nhiều điều. Khi đàn bà 30, điều con cái muốn có khi là nghĩa vụ đàn bà phải làm vì con. Nhưng khi đã sang 40, những mong ước của con cái, hãy để chúng từ từ thực hiện. Đừng cho con hết những gì con muốn, con sẽ không biết cố gắng. Huống hồ, đàn bà sẽ không thể theo con cả đời để thỏa hết những ước mong của con. Thay vì vậy, hãy dạy con cách thực hiện điều con muốn. Có thứ con cần, đó mới là thứ của cải lớn nhất đàn bà có thể để lại cho con sau này. Thứ ba, những gì người khác muốn. Đàn bà đã đến tuổi trung niên, không hẳn là ích kỷ, nhưng hãy chọn lọc những mong muốn của người khác dành cho mình. Không ai là hoàn hảo, và cũng đến tuổi đàn bà phải biết lượng sức mình để giữ bình yên cho bản thân. Quan trọng là tâm yên, sức khỏe tốt, thong dong tháng ngày còn lại. Còn lại lời người khác đánh giá, được lòng, mất lòng cũng không còn mấy giá trị. Chị em thân mến, phụ nữ là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, bởi họ có những nét hấp dẫn riêng biệt. Ở mỗi độ tuổi lại có một nét đẹp riêng, thu hút và luôn tỏa hương. Nếu 20 tuổi còn ngây thơ, bồng bột, 30 tuổi còn vấp ngã lo toan của cuộc sống, thì đến 40 tuổi là độ tuổi chín nhất của phụ nữ. Lúc này, khi đã đi qua hết những thăng trầm của cuộc sống, họ có sự điềm đạm, tự tin riêng. Họ không hề già cỗi, mà ngược lại, họ có sự ngọt ngào, đằm thắm của một người nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm. Cùng lắng nghe những phân tích sau đây xem có đúng không nhé. Chúc các chị em luôn trẻ trung, xinh đẹp. Những điều chỉ có ở đàn bà 40
mà phụ nữ 30 không có được. Đàn bà 40, đừng tưởng rằng đã già, đã cũ. Đó mới là lúc họ ngọt ngào, quyến rũ nhất. Mỗi người phụ nữ được ví như một đóa hoa. Ở độ tuổi xuân thì ai cũng biết vươn mình tỏa hương. Nhưng rồi càng vươn mình mạnh mẽ, họ càng phải chịu nhiều tổn thương. Khi đó họ sẵn sàng dùng những chiếc gai nhọn của mình làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân. Tuổi đôi mươi ai cũng bồng bột và nông nổi. Nhất là trong tình yêu, họ thường lầm lỗi, để rồi bước vào cuộc sống hôn nhân một cách vội vàng, với trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng vài ba năm trôi qua, ai cũng sẽ nhận ra hôn nhân chẳng thú vị như mình nghĩ. Thậm chí người phụ nữ trong hôn nhân dần đánh mất đi hương thơm và nét đẹp vốn có của mình. Họ dần trở thành một người phụ nữ bình thường, thậm chí là tầm thường. Phụ nữ một khi đã lấy chồng, có rất nhiều vấn đề phải từ bỏ. Từ bỏ một công việc mình thích, chọn công việc mới, nhàn hạ hơn để có thời gian chăm nhà cửa. Từ bỏ những mối quan hệ vốn dĩ rất thân thuộc, để chỉ biết đến chồng con, đến gia đình. Từ bỏ máu mủ ruột già của mình để về làm dâu, làm con cho một gia đình xa lạ. Có thể nói, đàn bà trong hôn nhân như đóa hoa héo úa, không còn tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng. Bởi họ mang chung một mùi hương, đó là dầu mỡ và mùi sữa. Phụ nữ có chồng rồi, đa số trên người đều ám mùi dầu mỡ của bếp núc hoặc mùi sữa của con. Đây là hai mùi hương đặc trưng nhất của đàn bà đã có chồng. Đàn bà 30 có nhiều điều phải lo toan, nhiều thứ phải học hỏi. Nhưng đến khi 40, mặc dù vẫn còn gánh nặng, nhưng dường như họ nhìn đời một cách bình thản hơn đôi chút. Họ không còn cay cú hay khó chịu với những việc xảy ra với mình. Họ không còn nhăn nhó, than vãn tại sao những điều đó lại giáng lên đầu mình, mà sẽ nhẹ nhàng động viên bản thân cố gắng. Và họ biết cách dùng thời gian của mình hợp lý nhất. Thời gian nào cho chồng, con, cho công việc, và thời gian nào nhất định phải dành cho bản thân. Người đàn bà 40 như đóa hoa, đi qua những năm dài tháng rộng, họ sẽ tự biết tỏa hương theo cách của mình. Và họ sẽ trở thành một đóa hoa đầy kiêu ngạo, khoe sắc với đời. Phụ nữ 40 thản nhiên nhấp ngụm trà chiều, ngồi dở từng trang sách, bỏ ngoài tai những điều không hay, biết từ chối những điều mình không thích, biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt không sân si. Bởi thời trẻ họ đã có quá nhiều giông bão, bây giờ chỉ muốn bình an. Có lẽ thời trẻ họ đã dần đánh mất đi thứ hương thơm đích thực của mình, nên giờ càng biết trân trọng giá trị của bản thân hơn. Đàn bà 40 đã qua hết thảy những thăng trầm, hợp tan, để đủ nhận ra mình là ai. Không còn ngây thơ, đã biết hơn thua mà nghĩ cho phận mình. Không hẳn là bất chấp, nhưng chuyện gì cũng cân nhắc trước sau. Chính từ những gì đã từng nếm trải, họ đằm thắm mà nổi bật, mặn mà tỏa sáng. Đàn bà 40 không dành thời gian để đứng trước gương soi từng vết chân chim, cũng không vung tiền chăm chút nhan sắc. Họ vẫn chỉ xem trọng những gì mình có. Họ hài lòng với chính mình. Thứ họ có duy nhất và độc nhất chính là sự tự tin, là thăng trầm đã qua, là bao dung thấu hiểu. Họ không nghĩ chuyện ngày mai xa xôi, họ chỉ biết đến hiện tại thực tế. Họ không cần phải chạy theo ai để đẹp hơn, vì họ biết làm sao để mình đẹp nhất.
giữa muôn vàn những cái đẹp hào nhoáng đủ màu. Họ biết đâu là cái đẹp đáng để giữ gìn và phô bày nhất. Tôi luôn nghĩ đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi hàng 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ. Cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.